Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lê Cần News. Bản tin hôm nay với những nội dung đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hai xe máy dính nhau như rết nối đuôi, cả nhóm kéo hết sức vẫn không thể tách ra. Đoạn video chỉ 13 giây và cũng chỉ thể hiện nội dung là ba bạn trẻ đang tách hai chiếc xe máy ra khỏi nhau. Nhưng sau một ngày đăng tải đã nhận về gần 5 triệu lượt xem, cùng 153.000 lượt thả tim tương tác, chứng tỏ sức hút của nội dung vô cùng lớn. Theo đó, không rõ chủ nhân của hai chiếc xe máy đi đứng kiểu gì mà khiến cho hai chiếc mã dính chặt vào nhau ngay giữa đường. Đã thế còn trùng hợp đều là hai con Airblade, nhưng một đen, một đỏ. Ai giàu trí tưởng tượng thì có cảm giác đây là cái duyên mà không biết là nhân duyên hay là nghiệt duyên thôi. Có thể thấy bánh xe trước của thanh niên kẹt chặt vào giữa phần bồ và bánh sau của xe máy cô gái. Một chàng trai qua đường thấy hai người không thể giải quyết được thì cũng tốt bụng vào giúp đỡ hai chân hai tay. Thế nhưng dù ba người có cố gắng, dùng sức lôi kéo cỡ nào cũng không thể tách rời hai chiếc xe máy trái dấu hút nhau ra được. Không rõ sau đó họ đã giải quyết vụ việc này thế nào, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ cho cư dân mạng sáng tạo ra nhiều bình luận thú vị, chẳng hạn như: hai xe đang biến hình hợp thể tạo thành xe bốn bánh. Anh chị đến với nhau luôn đi, dù gì xe nó cũng tự bật tín hiệu cho nhau trước rồi. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, đang đi đường thì tự nhiên có bồ. Hai anh em tạc sơn cửa hàng vật liệu xây dựng để đòi nợ. Ngày 8 tháng 10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an thành phố Mỹ Tho vừa tạm giữ hình sự đối với hai anh em ruột Nguyễn Đình Phong, 21 tuổi, và Nguyễn Đình Phú, 18 tuổi, quê Nghệ An, đang tạm trú tại xã Trung An để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, nữ chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, vay tiền 900 triệu đồng của một thanh niên vào tháng 5 vừa qua. Vay 900 triệu đồng, nhưng thực tế người phụ nữ này chỉ nhận được gần 694 triệu đồng. Sau đó, người phụ nữ đã trả được 684 triệu đồng. Tuy nhiên, người cho vay vẫn buộc chủ cửa hàng vật liệu xây dựng phải trả thêm 465 triệu đồng mới hết nợ. Người phụ nữ không còn khả năng chi trả. Lúc đó, người cho vay gọi điện thoại đe dọa tạc sơn cửa hàng vật liệu xây dựng, buộc người phụ nữ phải trả nợ. Sáng ngày 29 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, người phụ nữ phát hiện cửa hàng vật liệu xây dựng của mình bị tạc sơn đỏ nên báo công an. Quá trình điều tra, Công an thành phố Mỹ Tho phát hiện hai đối tượng tạc sơn cửa hàng nói trên để đòi nợ, nên tạm giữ hình sự. Qua làm việc ban đầu, hai thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm, khai nhận tạc sơn với mục đích đe dọa, gây áp lực để người phụ nữ phải trả tiền. Việt Nam kêu gọi Hamas và Israel kiềm chế. Ngày 8 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi phản ứng của Việt Nam trước tình hình xung đột leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, sớm nói lại đàm phán giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đảm bảo an toàn và các lợi ích chính đáng của thường dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, bao gồm đăng thông báo lên trang mạng xã hội chính thức của Đại sứ quán, khuyến cáo hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, cung cấp thông tin liên lạc trong trường hợp cần thiết, cử cán bộ trực, giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt tại Israel để liên tục cập nhật thông tin. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn để cùng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch Việt Nam vẫn an toàn. Hàng trăm con cá rô đồng xếp hàng đi bộ trên đường. Sự việc được ghi lại tại Triều Châu, miền Nam Trung Quốc. Trong clip, hàng trăm con cá được phát hiện đang nối đuôi nhau đi bộ trên đường khiến người dân vô cùng ngạc nhiên. Được biết, do chất lượng nước trong ao không tốt nên khi vừa có mưa, đàn cá này đã nhảy khỏi mặt nước lên bờ. Sau khi theo dõi đoạn clip này, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là loài cá rô đồng rất quen thuộc tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Trong tiếng Anh, cá rô đồng được gọi là clamping perch do khả năng trèo lên cạn đặc trưng của loài này.
Theo một chuyên trang tư vấn môi trường và thủy sản, cá rô đồng có khả năng sống sót thần kỳ khi rời khỏi môi trường nước nhờ vào cơ quan hô hấp phụ đặc biệt nằm ngay phía trên mang. Cơ quan phức tạp này bao gồm nhiều mạch máu cuộn lại thành nếp gấp để tối đa hóa diện tích bề mặt, giúp cá giữ lại lượng oxy chúng đã lấy được khi còn ở dưới mặt nước. Theo báo cáo, cá rô đồng có thể sống mà không cần nước từ 6 đến 10 ngày. Lộ diện ông Trùm dụ 10 người qua Lào làm việc nhẹ lương cao nhưng khó xử lý vì ở Myanmar. Ngày 8 tháng 10, Thượng tá Đỗ Duy Hải, trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định được ông Trùm đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, người này đang ở Myanmar nên việc xử lý gần như không thể. Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ một người là người đưa 10 thanh thiếu niên qua Lào. Nhưng người này cũng chỉ là người được thuê đưa nhóm kia và hiện cũng chưa đủ tuổi xử lý hình sự. Vì vậy, cơ quan điều tra đã cho phép 10 người này trở về nhà, Thượng tá Hải cho hay. Được biết, cả 10 người đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền bắt xe về quê, nên Phòng An ninh điều tra và Công an thành phố Đông Hà phải hỗ trợ phương tiện và kinh phí đưa các nạn nhân về nhà. Như đã thông tin trước đó, một người cha tên Nguyễn Bình Minh, trú Trảng Bàng, Tây Ninh, phát hiện con gái 16 tuổi của mình đi học nghề nhưng không về nên đã đi tìm. Qua bạn của con, ông Minh biết con gái đã lên xe một nhóm người ra Quảng Trị để vượt biên qua Lào làm việc nhẹ lương cao, theo lời hứa của một người trên mạng xã hội. Ông thuê xe đuổi theo xe chở con ra tận thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Trên đường đi, ông đã kết nối được với một người bạn của con đi cùng xe và báo tin cho công an thành phố Đông Hà, chặn được chiếc xe tại bến xe Đông Hà vào tối ngày 3 tháng 10. Trên chuyến xe này, 10 thanh niên trong đó có con gái ông Minh đang chuẩn bị được hai chiếc xe của những kẻ dụ dỗ đợi sẵn để đưa lên Lao Bảo vượt biên qua Lào. Giá hành lá đắt hơn cả thịt gà, heo. Giá bán hành lá tại các chợ đang tăng gấp đôi so với tháng trước, còn tại cửa hàng tiện lợi còn đắt hơn cả thịt gà công nghiệp. Chị Lan ở Bình Thạnh cho biết, tuần nay chị đi chợ rất khó xin hành lá vì người bán than giá lên cao. Thông thường mua rau người bán hay cho thêm hành, nhưng mấy ngày nay tôi phải mua mỗi lần là 10.000 đồng nhưng cũng chỉ được vài nhánh, chị Loan nói. Chủ quán bún riêu ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp cũng cho biết giá hành đang đắt hơn cả hẹ. Trước đó một tháng hành chỉ từ 20 đến 30.000 đồng một ký, nay mua sỉ giá cũng 50 đến 60.000 đồng. Ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy mỗi ký hành lá đang được bán ra cao gấp đôi so với cách đây một tháng. Còn tại các cửa hàng tiện lợi, giá lên tới 100.000 đồng một ký. Mức này đang đắt hơn cả giá của một ký thịt gà công nghiệp hay thịt mông heo. Theo người dân tại thủ phủ chuyên trồng hành ở Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, hành lá ở vườn đang được bán với giá là từ 20 đến 26.000 đồng một ký. Với mức giá này, bình quân mỗi công hành lá 1.000m2 cho thu nhập trên 10 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ông Hoàng Hải, chủ hợp tác xã rau ở Tây Ninh cho biết, giá hành tăng mạnh là do mưa kéo dài nên hành hay bị thối, nhũn, sản lượng giảm từ 30 đến 40%. Ngoài ra mùa mưa hành dễ phát sinh bệnh nên người dân giảm canh tác so với mùa khô. Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức thông tin, nguồn rau gia vị về chợ cũng giảm nhẹ so với trước. Không chỉ hành, ngò và các loại rau thơm khác cũng đang tăng hơn so với cách đây một tháng. Xác minh video người mẫu ảnh chạy mô tô thả hai tay ở Thủ Thiêm. Ngày 8 tháng 10, mạng xã hội lan truyền đoạn video gần 1 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy mô tô phân khối lớn nhưng đứng thẳng trên xe, thả và dang cả hai tay. Có đoạn người này để hẳn hai chân sang một bên và quỳ gối trên yên xe, chạy xe bằng một tay, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo tìm hiểu, người phụ nữ này là Ngọc Trinh, người mẫu ảnh nổi tiếng. Trang mạng xã hội cá nhân của người này hiển thị đoạn video trên được đăng tải vào ngày 24 tháng 9. Video sau đó được nhiều người khác đăng tải lại vào các diễn đàn hội nhóm. Ngày 8 tháng 10, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức xác nhận, khu vực người phụ nữ chạy mô tô biểu diễn là đoạn đường trên địa bàn phường. Ông Kiên cho biết đã nắm được vụ việc và chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường phối hợp lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh xử lý. Theo ông Kiên, đoạn đường này nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, đoạn đường do chủ đầu tư là công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho nhà nước quản lý. Đoạn đường nằm trong khu vực nội bộ công trường, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông. Do đó, cảnh sát giao thông không có căn cứ để áp dụng, xử phạt theo quy định. Chiều ngày 8 tháng 10, trang mạng xã hội cá nhân của Ngọc Trinh cũng đăng tải một video kèm nội dung: "Khỏi đồn đoán nữa,
tôi té thiệt mấy bà ơi. Theo xác minh, đoạn đường trong video thể hiện người phụ nữ này nằm lái xe mô tô trong khu công nghệ cao, cũng nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức, sau đó bị té. Ly kỳ tài xế Rabbi phối hợp bắt tên cướp giật táo tợn xông vào nhà dân. Trưa ngày 8 tháng 10, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự Võ Minh Tiến, 30 tuổi, ngụ tổ 38, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, để mở rộng điều tra các vụ cướp giật. Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10, ông Phan Văn Chương, 50 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, đang dọn dẹp dưới bếp, thì con trai ông Tri Hô bị cướp xông vào nhà cướp giật điện thoại di động. Ông Chương lao ra, nhưng nghi phạm đã mất dấu. Đáng chú ý, nghi phạm do một tài xế mặc đồng phục Rabbi chở. Trong khi trinh sát hình sự truy xét, lúc 16 giờ cùng ngày, anh Lê Đình Hiếu, 25 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, đến công an phường Xuân Hà trình báo về nghi phạm cướp giật. Theo lời khai, trưa cùng ngày, anh Hiếu vừa trả khách ở đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, thì một nam thanh niên vẫy xe bảo anh chở về phường Xuân Hà. Khi đến kiệt 272 Trần Cao Vân, người này nói tài xế chờ rồi đi vào, khoảng 5 phút sau chạy ra nhảy vọt lên xe và nói với tài xế chạy nhanh. Anh Hiếu nhìn gương chiếu hậu, thấy một thiếu niên chạy xe và khóc nên nghi ngờ. Tiếp đó, nam thanh niên này liên tục giục tài xế chạy nhanh hơn nữa, nên trên đường đi anh quyết định tìm cơ hội tố giác hành vi phạm pháp. Khi đi ngang Ủy ban Nhân dân phường Thanh Khê Tây, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, anh Hiếu lao xe vào cổng rồi nhảy khỏi xe tri hô. Khi lực lượng dân phòng phường Thanh Khê Tây chạy ra, thì nghi phạm đấm vào mặt anh Hiếu và bỏ chạy. Sau đó, tài xế Rabbi quay lại công an phường Xuân Hà trình báo. Lực lượng cảnh sát đã đột kích căn hộ, khống chế Võ Minh Tiến cùng tang vật là chiếc điện thoại vừa cướp giật. Bắt nghi phạm đâm nam thanh niên tử vong khi chụp ảnh tại quán bia ở Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã bắt được Lê Văn Bình, sinh năm 1992, ở phố 2, phường Quảng Cát, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, là nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp vào người của một nam thanh niên đang chụp ảnh tại cửa quán bia ở Thanh Hóa, khiến người này tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, ngày 26 tháng 9, tại quán Búp Bì Mòi ở phố Phú Cường, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, Lê Văn Bình, sinh năm 1992, trú thành phố Sầm Sơn, bị Nguyễn Hữu Giang, sinh năm 1989, trú cùng địa phương, dùng điếu cày vụt đánh gây thương tích nhẹ. Sau việc này, Bình nảy sinh ý định dùng dao đâm Giang để trả thù. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10, biết Giang đang ở quán Búp Bì Mòi, Bình đã gọi người mang dao nhọn đến cho mình, rồi cùng một số đối tượng đi ô tô đến quán để trả thù. Tại thời điểm trên, Nguyễn Hữu Giang đang chụp ảnh ở vị trí trước cửa quán. Bình đã cầm dao lao vào đâm liên tiếp vào vùng lưng và bụng của Giang. Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy dọc đường quốc lộ 47 hướng về phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn. Bình tiếp tục rượt đuổi và đâm thêm nhiều nhát vào vùng ngực, trán, khiến Giang tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lê Văn Bình cùng một số đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến 23 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng cùng hai đối tượng khác khi các đối tượng này đang lẫn trốn tại một căn hộ chung cư thuê ở thành phố Hà Nội. Các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng siết chặt, người buôn iPhone 15 hàng xách tay hết đường làm ăn. Giới kinh doanh điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh nhận xét giá iPhone 15 series xách tay năm nay không chênh lệch quá nhiều như những năm trước, cho dù tỷ giá hiện nay đang khá cao. Thị trường hàng xách tay này cũng không còn sôi động như những năm trước. Cụ thể, giá iPhone 15 xách tay trong ngày đầu về Việt Nam được rao bán trên mạng lên đến 70 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau, giá iPhone 15 xách tay các loại đã rớt không phanh. Theo đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile, nguồn iPhone 15 series chính hãng năm nay khá dồi dào, vì vậy người mua iPhone không còn quá lệ thuộc vào hàng xách tay. Chưa kể, hàng xách tay hiện nay có rủi ro là không được bảo hành tại Việt Nam, cần phải gửi máy sang nước ngoài để sửa chữa nếu hư hỏng. Ngoài ra, người mua còn có thể gặp phải hàng giả, hàng cũ đóng siêu, rất khó phân biệt, nên người dùng có xu hướng chọn mua hàng chính hãng ngày càng nhiều. Ngoài ra, theo ghi nhận, iPhone 15 xách tay hiện nay không dồi dào như những năm trước do các cơ quan chức năng như công an, hải quan, quản lý thị trường đều đang siết chặt nhập khẩu với mặt hàng này. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc tiến hành kiểm tra mặt hàng này thường xuyên, nhất là trong thời gian mở bán sản phẩm mới, nên nguồn hàng nhập lậu không có nhiều cơ hội tràn vào thị trường trong nước. Còn theo nhận xét từ các nhà bán lẻ iPhone 15,
Khách mua iPhone 15 năm nay chọn mua hàng chính hãng nhiều hơn mọi năm vì được nhận máy chỉ sau một tuần so với các nước trong khu vực. Do đó, hàng xách tay năm nay không thể nhập về nhiều như mọi năm. Và giới buôn bán hàng xách tay cũng thận trọng, không dám mang nhiều máy về Việt Nam giống như những năm trước đó. Đội tuyển Việt Nam đến Đại Liên sẵn sàng đấu đội tuyển Trung Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier đã đặt chân tới thành phố Đại Liên, Trung Quốc vào trưa ngày 8 tháng 10 sau một hành trình bay dài từ Nội Bài, Thượng Hải, Đại Liên từ đêm ngày 7 tháng 10. Đại Liên là nơi sẽ diễn ra trận đấu FIFA Days của đội tuyển Việt Nam với chủ nhà Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10. Do có nhiều cầu thủ phải sát ngày lên đường mới hội quân cùng đội tuyển, huấn luyện viên Philippe Jouzier đề xuất VFF sắp xếp chuyến bay từ đêm ngày 7 tháng 10 cho toàn đội. Điều này giúp các cầu thủ có thêm một buổi tập khi đặt chân tới Đại Liên, thay vì chỉ có một buổi nếu di chuyển vào 3 ngày. Sau khi đến nơi, huấn luyện viên Philippe Jouzier đã phổ biến chương trình hoạt động của đội tuyển. Ông nhắc nhở các cầu thủ tranh thủ nghỉ ngơi để có sự hồi phục tốt nhất trước khi bước vào buổi tập đầu tiên tại Đại Liên diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày. Các trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10 là bước chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á khởi tranh từ tháng 11. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, toàn đội di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn, thi đấu giao hữu với tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Trước đó, trong buổi họp báo vào chiều ngày 7 tháng 10, huấn luyện viên Philippe Jouzier đã công bố danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam để di chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Từ 33 cái tên ban đầu, vị huấn luyện viên người Pháp đã loại 5 cầu thủ và giữ 28 người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!